Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 3 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 42. Hôm nay những đức đọc một công đoạn quý vị, cho quý vị nghe. Công đoạn này rất quan trọng mà ngày nay cũng là ngày mà Giỗ Tổ Hùng Vương. Nên chúng ta cũng có tổ chức khóa tu để tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên của mình. Và có một buổi cơm gia đình giống như con cháu tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên. Và cũng có cô Phật tử này gỡ một cái tin nhắn. Người thật việc thật 100%. Khi Nhân Đức đọc công đoạn này quý vị nghe, thì quý vị mọi người tự nhận thức để làm sao giúp được ông bà tổ tiên mình khi mắc mà chưa được siêu thoát. Con xin kể câu chuyện có thật. Là ngày nào con cũng bật nghe pháp thoại của chùa từ sáng đến chiều. Một hôm con không bật thì ngoại con mắc đã lâu nhập vào mẹ con, nói sau nay không bật pháp cho ngoại nghe. Nhờ nghe pháp và niệm Phật mà ngoại con đang ở cõi Atula được mát mẻ. Nên con mong có thể thỉnh bộ tượng về nhà cho ngoại con quan hỷ ạ. Và ngoại nói không chỉ ngoại và các vong linh trong nhà nghe đều cỡ mở hơn. Thì nghe rất rõ ràng. Có nghĩa là bà ngoại mắc đã lâu. Và gia đình thì bà cô này thường nghe những đức giảng pháp, bật pháp để trong nhà. Và có bữa không bắt thì bà ngoại mắt đã lâu bà nhập vào người mẹ, nói rằng sao không bắt pháp khi ngoại ở cõi Atula nóng bức lắm. Tại vì Atula nó có những cảnh giới phước báo, có những cảnh giới rất là khổ. Cảnh giới của quỷ đạo Atula có những cảnh giới cực kỳ khổ luôn. Và khi nghe thầy giảng thì tâm quan hỷ mát mẻ. Mà không riêng ngoại mà có rất nhiều hương linh ở trong nhà cũng được cởi mở tâm tư, quan hỷ vui vẻ. Khi bị nghe qua công đoạn này bị nhớ, đây là cái rất quan trọng mà trong gia đình của mình có thờ ngôi Tam Bảo. Bởi vì có cô kia có nói Nhân Đức rằng khi mà cô thỉnh tượng Phật thờ trong gia đình thì gia đình dụng công tu, gia đình rất bình an. Và thêm cái nữa là gì, và bằng đêm cô ngủ thì trong mơ cô thấy rất nhiều người lễ Phật, gia đình cô cảm giác bình an và từ trường mát mẻ lắm. Vì nhiều người niệm Phật quý vị, Quán Thân Trái Chủ cũng được quá giải tâm. Rồi qua cái câu chuyện mà cô này, mà cô nhắn tin những đức vừa đọc vừa nghe, rõ ràng 100%. Và Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng này cũng nói rõ ràng là hương linh người ta cũng nhập vào. Người ta nói rằng gia đình đã nghe pháp thì người ta nghe pháp, gia đình đã nghe nhạc thì người ta nghe nhạc. Nhưng nghe pháp thì người ta rất quan hỷ vui vẻ, linh thức của người ta sẽ mát mẻ. Nhưng nghe nhạc đồ này kia thì không được như vậy. Và còn nói thêm là khi gia đình ngồi nghe pháp nghiêm túc nghe thì người ta nghe nghiêm túc.
Gia đình nghe không nghiêm túc thì người ta cũng không nghiêm túc. Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không này khuyên rằng người ta không nghe nghiêm túc kệ người ta. Quý vị là hương linh tại sao không nghe nghiêm túc? Tịnh Không ngày giảng ngày khuyên như vậy. Thì vị biết rằng là gia đình mình mỗi ngày niệm Phật lễ Phật, có thần có tam bảo trong nhà và nghe pháp mỗi ngày. Quý vị coi cái tâm quý vị nghe pháp có những việc gì rắc rối, quý vị nghe cỡ mở tâm tư. Hoặc là quý vị vui vẻ thì tâm tư cũng được cỡ mở. Nên mới nói rằng là nụ cười có thể thắng mọi khổ đau trong cuộc đời. Nên nương vào bổn nguyện niệm Phật, sanh pháp vị thì cuộc đời đặc biệt tuyệt vời lắm. Nhưng nếu như chúng ta không biết nương vào bổn nguyện niệm Phật thì chúng ta sẽ có rất nhiều sự phiền tối khổ đau trong cuộc đời này. Nên mỗi một người chúng ta khi nghe như vậy rồi quý vị biết gia đình của mình có ngôi tam bảo để máy niệm Phật xuyên suốt hoặc là bắt pháp. Nên mỗi một cái đèn bông sen quý vị thấy có cái bài pháp những đức giảng cho ông bà tổ tiên, cái này cực kỳ quan trọng luôn. Nên như đức khuyên vị ngày nào cũng bắt vài lần cái công đoạn giảng cho ông bà tổ tiên, và những bài pháp khác quý vị nghe người ta cũng được nghe luôn. Quý vị nghe pháp người ta ngồi nghe pháp mà, quý vị vui người ta cũng vui. Mà khi đã vui rồi tâm quan hỷ, vị coi cả nhà mình ai cũng cười thì gia đình mình làm gì có chuyện đụng chạm nhau. Nên mình nghe như vậy để mà mình làm sao cho cái gia đạo mình càng ngày càng bình an, càng ngày càng tốt. Hôm qua những đức gặp một cái cô ở đoàn Tiền Giang, cô nói một câu: lúc trước cái này người ta rủ con đi chùa, con không bao giờ đi đâu, con ham tiền, bỏ một ngày uổng. Nhưng mà con làm quanh năm suốt tháng không bao giờ dư. Nhưng từ khi mà con đi đến chùa thì tâm tư con cởi mở, con an lạc, con vui vẻ. Thì chuyện làm ăn của con càng ngày càng khá giả. Mà bây giờ con xin hỏi thầy, con đi làm cho người ta, người ta cũng biết con ăn chay niệm Phật, người ta không có bắt con sát sanh. Nhưng mà lâu lâu người ta nhờ con đi mua con cá này kia, người ta đem về, người ta cho con chó bẹt rê ở nhà người ta ăn. Mà khi mỗi lần con mua con cá về, người ta liệng con cá vô con chó ăn, con tự nhiên người con đau nhất lắm. Xin hỏi thầy, bây giờ con phải làm sao? Những đức nói thành tâm niệm Phật. Tại vì mình nghĩ rằng người ta mới biết Phật Pháp, người ta mới được lợi ích Phật Pháp, người ta cảm nhận. Mà bây giờ mình nói, bây giờ mình kêu người ta đừng có làm ở nhà đó nữa, lỡ người ta có chuyện gì cũng tội nghiệp người ta. Như cái câu chuyện nghịch duyên đó, thấy không? Dù sát sanh hại vật gì cũng chăng thật niệm Phật trong cái sự mà phải dính vào cái nghiệp đó và bắt buộc mình phải làm. Nhưng tâm mình dù không muốn thì dùng cách là niệm Phật. Đó. Niệm Phật quy cho người ta, quy cho con cá, niệm Phật chân thành. Vì bây giờ cái công việc ngoài đời mà quý vị, cái gì mà cũng nghiệp hết trơn thì cuối cùng biết làm sao đây. Nên có những việc tránh được cái chuyện sát sanh, tránh được cái việc mà trộm cắp tà dâm, tránh những cái việc mà đi móc túi, tránh cái việc gạt gẫm người, cờ bạc, rồi cá độ đá banh, chứa gái mại dâm. Nó tóm tắt làm những cái việc đó không nên làm, đá gà đồ, chứa cờ bạc đồ, tránh những việc đó thôi. Còn một số việc như cô này giờ đi làm cho người ta, mà người ta nghĩ là cũng thông cảm lắm rồi đó. Biết cô ăn chay niệm Phật, không có bắt cô sát sanh, nhưng mà lâu lâu nhờ cô đi mua con cá. Nên như Đức nói, một cái gia đình mà mình thuê một người mà người ta biết ăn chay niệm Phật ở trong nhà mình cũng đặc biệt lắm. Giống như cái câu chuyện mà cái tài xế này chạy xe mà nó nghe văng vẳng bên tai nó rằng bẻ tay lái tài xế đó, cho cả xe té đi. Tài xế này tự nhiên cảm nghe vậy đó. Tự nhiên có một người khác nói một câu: không được bẻ, vì trong xe đó có người niệm Phật. Tài xế vừa nghe như vậy, cái lúc đó tài xế mới để ý thì rõ ràng ở trong xe có người đeo máy niệm Phật và niệm Phật. Thì lúc đó tài xế ông hết hồn, ông niệm có Phật hiệu lớn lên. Từ đó về sau ông tài xế này, ông nói đi đường phải niệm Phật. Đi coi, cái công đức niệm Phật bất khả tư nghị. Nếu như trong xe đó không có người niệm Phật là cộng nghiệp hết luôn. Nhờ cái công đức niệm Phật mà hóa giải được nghiệp chướng. Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng nói rằng thờ thế nhiều kiếp nạn, làm sao để tránh được kiếp nạn? Mỗi ngày nên niệm Phật. Niệm Phật có thể tiêu tai giải nạn. Nếu như niệm Phật mà chúng ta cộng nghiệp chết trong kiếp nạn thì cũng được Phật A Di Đà tiếp dẫn giáng sanh.
Nên chúng ta mỗi lúc mỗi nơi đem máy niệm Phật, niệm Phật. Như câu chuyện như Đích thường kể bị nghe, đứa bé nhỏ bà ngoại cho nó cái máy niệm Phật để đeo. Thì đứa bé đeo cái máy niệm Phật, đi đâu cũng bật điều niệm Phật. Đi đến một cái chỗ vắng người lắm, thì chờ mờ tối, cháu nghe có người nói xô nó đi, xô nó đi. Còn một người nói rằng đừng xô nó, nó đeo máy niệm Phật, xô người niệm Phật tội lắm. Thấy không? Cái công đức niệm Phật bất khả tư nghì, không thế nào mà giải thích hết được, là pháp không thể nghĩ bàn. Còn có một cái cô này, cô khổ đau đến mức cùng cực luôn, khổ đau đến mức cùng cực, cổ định nhảy xong tự tử chết. Thì cổ ra mé xong, cô ngồi cô khóc, cô chuẩn bị nhảy xong tự tử. Tự nhiên cô nghe có người nói bên tai cô rằng chết càng khổ hơn, nên niệm Phật đi. Nghe vậy tự nhiên người cô tỉnh hồn lại, cô trở về. Thì bữa sau lại có người cầm một chiếc máy nghe pháp của chùa mình đem đưa cô. Khi cô nghe những đức giảng hoàn toàn cởi mở tâm tư, và từ đó thì sao cô niệm Phật. Cô đến tặng chùa gặp những đức, cô nói như những đức nghe. Nhưng trong mấy ngày lễ chủ nhật, những đức không thể nào quay những công đoạn nó lại được vì quá bận. Thì bị biết rằng là cái công đức niệm Phật bất khả tư nghì. Khi nhân duyên đã đến lúc được gặp Pháp Môn Tịnh Độ, nên một chiếc máy nghe pháp thôi quý vị nhớ, bị tặng cho người ta, có khi cứu được cuộc đời của người ta. Một chiếc máy nghe pháp thôi có thể cứu cuộc đời người ta, vì dẫn người ta đi tu thôi có thể thay đổi cuộc đời người ta. Chính bản thân những đức nhờ gặp Phật pháp mà thay đổi cuộc đời mình nè quý vị, nhờ gặp Pháp Môn Niệm Phật. Nếu gặp Phật pháp mà không phải gặp Pháp Môn Niệm Phật cũng chưa chắc, nhờ những đức gặp Pháp Môn Niệm Phật và nhờ tu tập những điều rất đơn giản mà có thể xoay chuyển, thay đổi được cuộc đời của chính mình. Đây là cái rõ ràng 100%, rất xác thực. Nên những đức nói cho quý vị nghe, cái phương tiện máy nghe pháp, máy niệm Phật, đèn bông sen, năng lượng niệm Phật là những phương tiện cực kỳ hay. Quý vị nên mở rộng ra, phổ biến, nhiệt liệt lên, phổ biến. Nên mỗi một người, khi chúng ta coi vào những công đoạn này, quý vị muốn đặt máy niệm Phật này kia, thì ở phía sau bài giảng cuối cùng có số điện thoại. Quý vị cứ bấm số điện thoại đó hỏi. Phía sau bài giảng nào cũng có số điện thoại, quý vị hỏi để đặt máy niệm Phật, máy nghe pháp. Những đức nói rằng chúng ta tạo cái mình cầm theo được, từ một chiếc máy nghe pháp, một chiếc máy niệm Phật, mà lợi ích rất là lớn. Nếu người ta chưa biết niệm Phật thì nên tặng máy nghe pháp. Bây giờ có những chiếc máy nghe pháp nhỏ nhỏ, rất là tiện, nhỏ xíu vậy thôi, rất là tiện, mà đeo nghe pháp cũng được, mà âm thanh rất hay, và niệm Phật cũng được luôn. Một chiếc máy nhỏ mà niệm Phật cũng được và nghe pháp cũng được luôn, rất là hay, nhỏ xíu vậy, đeo trong người, làm việc gì cũng đeo để nghe pháp được. Chẳng lẽ ví Quan Âm, hình như để ví Quan Âm 2000 lạy hay 3000 lạy như thế, có tặng lần đó. Chiếc máy nghe pháp đó cực kỳ hay và rất tiện lợi, nghe niệm Phật được, nghe pháp được luôn. Nếu người mà chưa biết niệm Phật, quý vị nên tặng máy nghe pháp cho người ta. Vì khi nghe pháp người ta cởi mở tâm tư, thì quý vị nghe như đức đọc câu chuyện rõ ràng đó. Từ nghe pháp mà bà ngoại bà ở trong cảnh giới quỷ Atula khổ mà bà mát mẻ. Atula có những cảnh giới Atula rất có phước báo nghe quý vị. Nhưng có những loại Atula rất khổ, rất là khổ, giống như loài người chúng ta nè. Có những con người rất là giàu sang, có điều kiện, nhưng có những con người nghèo, nghèo đến mức cực khổ đau, nghèo nàn, khổ dữ lắm. Nó có những bây giờ mà có những quốc gia trên thế giới mà họ rất khổ, họ rất nghèo, họ ở một cái xóm nghèo. Những đứa coi có một cái xóm nghèo mà ở ngoài nước ngoài, họ nghèo đến mức mà họ nhảy xuống ống cống, họ đi lượm mấy cái ruột heo, ruột bò, người ta vứt bỏ bọc, ta vứt bỏ lượm về kho ăn. Kinh khủng chưa quý vị? Khổ đến mức như vậy. Vậy thì cảnh giới của Atula cũng có những cảnh giới có phước báo, nhưng có những cảnh giới quỷ Atula cực kỳ khổ. Bà ngoại này lúc trước bà chưa tu, bà ở trong cái cảnh giới Atula rất khổ. Vậy mà gia đình bắt pháp mà bà nghe, bà nói khi bà nghe pháp bà rất vui vẻ và mát mẻ. Thì vì thấy cái quan trọng của cái nghe pháp mà quan hỷ, vui vẻ chưa, và bà biết niệm Phật. Cái lợi ích này rất là lớn khi bị nghe qua công đoạn này. Tại gia đình quý vị phải thường bắt pháp, bắt niệm Phật. Đây là cái việc rất phù hợp, rất đúng quý vị. Đi đứng nằm ngồi lúc nào chúng ta cũng đem máy niệm Phật.
Dù mình chưa niệm nên có vật hiệu, nhưng chiếc máy niệm Phật này cũng làm ảnh hưởng cho những người xung quanh chúng ta. Từ có người còn sống tới người đã chết cũng đều được ảnh hưởng hết chứ. Lợi ích rất là lớn. Nên quý vị coi tại sao chùa mình có từ trường nó tốt. Vì bước vô chùa mình là quý vị nghe niệm Phật liền. Bước vô chùa mình cái là nghe niệm Phật liền. Cái này rất là quan trọng, cực kỳ quan trọng. Nên những đức ngày nào cũng tán thán bổn nguyện Di Đà, tán thán hoài, cảm thấy càng tán thán càng hưng khởi tâm. Nên những đức nói rằng tất cả người trong chùa mình, đây là cái cơ hội đặc biệt mà mình đi tu, mình gặp một con người có nhân duyên với chúng sanh, cũng có phước phục vụ chúng sanh. Đây là gọi là duyên phước kết hợp lại, và được nương tựa vào hòa thượng ngày xây chùa chiền sẵn để phát triển Phật pháp. Nên những đức nói rằng tất cả các anh em chỉ cần nhiệt liệt hết mình chung tay, đây là một cái hành động tu phước duyên cực kỳ thù thắng. Đây là cơ hội, cơ hội tu phước duyên cực kỳ thù thắng. Hôm qua những đức coi công đoạn, cô thấy ở ngoài miền ngoài Hà Nội, mà cô là một vị cư sĩ thôi, mà cô tổ chức lễ viếng hoa 1000 lại, như với hẩm mình đây lại 1000 lại, cô ngoài đó cũng tổ chức 1000 lại, nhà đức tổ chức 3000 lại, cô tổ chức 3000 lại, có nghĩa là nhà đức tổ chức lại bao nhiêu cô lại bao nhiêu. Vì biết rằng một người cư sĩ nữ bình thường thôi, cô đem nguyên văn của những đức từ bài giảng, rồi từ lại Quan Âm, từ cúng đi thực, cô cũng vặt những đức cúng đi thực, cô chỉ cầm gạo cô giải thôi. Không biết cô nghĩ sao mà hay thiệt, cô làm giống như là, giống như là một bản của mình, giống hệt luôn. Vậy mà tập trung số lượng người cực kỳ đông. Một cái pháp hội lại Quan Âm rất đông quý vị, rất là đông luôn. Khi những đứa coi qua, những đứa nói rằng rõ ràng, bởi vì người ta mà coi, người ta thấy đông, người ta vẫn ngưỡng mộ. Nhưng mà người ta làm giống hệt thì người ta không chịu làm, giống hệt thì không làm quý vị. Nếu như người ta làm giống hệt gì thì người ta cũng thành công rồi, hội tụ được nhân viên của người đặc biệt rồi. Những đứa nói rằng các anh em trong chùa bên cạnh những đức nói, mình đây là có cơ hội mình giúp chúng sanh. Trên là hòa thượng sẽ chùa kế những đức làm việc, mấy anh em chỉ cần nhiệt tình làm chung thôi, giống hệt thôi, thì đúng là mấy anh em quá tuyệt vời, quá đặc biệt luôn. Còn nói cái gì của mình gì nữa, tại vì mục tiêu mình muốn giúp chúng sanh gì, thì bản thân mình chỉ cần chăn thật mình chung tay thôi là mình giúp chúng sanh gì rồi. Chừng nào nhân duyên mình đến, nó sẽ nó đến à. Còn mình mà phan duyên, mình mong có cái duyên của mình là bị phan duyên. Những đức nói cuộc đời những đức chưa bao giờ có cái nghĩ này luôn. Ngày xưa ở trên tỉnh thất Quan Âm chưa bao giờ nghĩ mình ra khỏi tỉnh thất Quan Âm, dù cực cỡ nào cực nhưng chưa bao giờ nghĩ mình đi, chưa bao giờ những đức đi tìm nơi nào khác. Nhưng khi thầy đưa đi đây, những đức đi đây, khi đi xuống đây rồi, những đức là thấy nhân duyên của mình đến lúc rồi. Tại vì hòa thượng ở đây không có giảng pháp, ngài chuyên xây chùa, thì bản thân những đức ở đây lo cho chùa, lo cho đạo tràng, thì những đức có giảng pháp chứ thì sao. Thì từ nơi đó những đức làm thì thành công, đó là duyên đến lúc rồi, có nghĩa là duyên đến lúc rồi. Đây là cái rất đủ duyên nên những đức thành công rất là cao. Thành công rất là cao quý vị. Nên á, mỗi một con người chúng ta gặp được nhân duyên đặc biệt như vậy, chắc thật nhiệt tình, hết lòng chung tay với nhau để tu duyên tu phước, tâm mình cũng an lạc, tâm mình cũng tự tại nữa đó. Có nghĩa là mình không cần mà nó lại có, lạ thay như vậy. Cái câu những đức thường nói rằng có phước thì có phần, không cần nó cũng có, rõ ràng luôn. Có những chú không ngờ luôn. Thí dụ như bây giờ chú Tâm ngoài Bảo Tháp, rồi chú Trung ở ngoài cổng chùa, toàn là những người cư sĩ tầm thường thôi, bình thường thôi. Tự nhiên trong tâm mình cứ nghĩ họ làm được điều đó, đặt vào họ làm được, thấy không? Có nghĩa là có phước thì họ có phần, có duyên này thì họ làm duyên này. Đây là cái 100% luôn đó. Nên mỗi một con người mình nhìn nhận sâu sắc sẽ biết. Cũng như cái cô Thí này, cư sĩ bình thường thôi, vì mà quy tụ của người lại Quan Âm rất là đông quý vị. Cô làm y rang nhà chùa mình luôn, cô đặt bông sen, rồi cô tổ chức cho người ta cầm bông sen quơ y rang nhà chùa luôn. Vì coi qua công đoạn đi, rồi nhà đức mới có một buổi giảng để vào cái buổi chương trình của cổ, để tán thán cái việc làm của cổ. Nhiều người nhìn đám học y rang luôn, rất dễ làm luôn. Tại vì người ta nghe nhà đức nhiều quá nên lấy nguyên văn của nhà đức đưa ra là hình thành rất là mau, phát triển cực kỳ mau luôn. Những đức từng nói có ông huynh đệ ở bên cạnh những đức hơn 10 năm, và khi ông bước ra ngoài ông tiếp tục đi long nhau. Phải chi mà ông mà làm, khỏi cần lấy cái nguyên đức, mà ông chỉ cần làm giống như đức thôi, người ta theo ông liền, là hình thành liền, không nói vòng vo. Đó là người có góc độ hay không. Con người mình thiếu góc độ là do cái ngã mình lớn mấy vị. Cái mặt mình nó quá to,
Cái gì mình cũng nghĩ mình là giỏi, mà chưa đủ duyên sao mà làm được mà giỏi. Nên những đức nói tu hành là gì? Bóp cái mặt mình nhỏ lại, hạ mình, chân thật, nhiệt tình. Cô Thí này là những đức nói là thật nghe, thật làm, thành công. Một người cư sĩ nữ bình thường, tầm thường thôi, thật nghe, thật làm, thành công. Coi đi, rồi thấy rõ ràng không? Đơn giản bình dị như vậy thôi. Nếu anh em trong chùa, đại chúng trong chùa mà chỉ cần quy nhất như vậy thôi, đúng là chúng ta cùng chung tay phục vụ chúng sanh, quá ý nghĩa. Những đức nói là cực lực hết mình, nhiệt tình phục vụ chúng sanh, bằng tặng đó lòng mình, ai nói gì mặc kệ người ta, nói gì nói đi, mình cứ làm chân thật vậy đi. Họ mà đến mà họ nhìn cái trong lòng họ, tự nhiên họ hết nói. Người ta nuôi bao nhiêu người già dòng do tao quắc nói khơ khơ làm gì, mình có làm theo được người ta giống người ta không? Nên từ nơi đó mà bản thân mình cứ nhiệt tình hết lòng phục vụ chúng sanh và gây dựng tích nguyện niệm Phật kiên cố cả đời không thối tâm, là tức khắc quý vị tu tập có kết quả liền đó. Từ người sống có kết quả, người chết có kết quả, đều là được kết quả, gọi là âm siêu thì dương lợi. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị tín nguyện niệm Phật kiên cố cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.